các bạn. Đây là một cái cầu, cầu kiểu miền Tây, cầu tủm. Nhưng mà bây giờ đã niêm phong lại rồi, không cho ngồi đây mà chụm xuống nữa, sợ chụm lại rồi cá nó bu lại rồi. Bây giờ không có nuôi cá bằng cầu chụm, chỉ để đây là trang trí thôi. Dạ. Rồi con này nhỏ hơn, con này bự nè. Rồi đưa lên lẩu luôn. Này cỡ 6 kg mấy 7 kg rồi nè. Đây là bà má miền Tây nè, mần cá nè. Cái lá nó sẽ héo. Ủa sao hồi nãy đâu có bỏ ớt vô đâu. Giờ có. Nằm chờ bãi rồi, ba con hả, bốn con. Ăn mồi mà. À. Giống như ăn mồi vậy nha. Thơm quá. Vừa mới chỉ ảnh cắt rồi. Xin chào các bạn, mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Ánh Cua đang đứng dưới một cái toán vú sữa. Cái cây này là nẹo trái luôn. Và ở đây là ngay ngã năm Sóc Trăng. Ủa thính hết hôn. Ở đâu leo lên nhanh vậy? Và bây giờ ngày hôm nay là Ánh Cua từ Cà Mau đi lên Sóc Trăng. Thì mình ghé đây để mình ăn trưa và mình thăm Bắc Bảy. Và ở phía trước là ao cá. Và bây giờ là Bắc Bảy đang chuẩn bị kéo cá để làm bữa cơm trưa. Bây giờ cùng Ánh Cua đi tham quan ở phía sau ao cá nha. Ôi vú sữa nè. Ánh Cua đang ăn cái vú sữa, nó nhỏ nhưng mà cực kỳ ngọt luôn. Thơm lắm. Nè. Mới hái trên cây xuống luôn, ăn rất là ngọt. Một ngàn lẻ một con, mà cái là dính cái con thứ 1001 á. Dính cái lẻ rồi nha. Dính cái lẻ. Xuống em. Có ai đọc kia đọc không? Đó, đó. Con này cỡ 4-5 kg à. Con bên kia bự kìa. Ủa quá. Còn được 4 con. Con này mấy năm 17? Một năm mấy gì đó, bị ăn đầu cá thôi mà nó mau lớn. Trời ơi. Trời ơi. Trời mập quá trời mập luôn. Gì vậy? Cái da. Khơi khơi cho mấy kìa. Để kìa cái bò kìa. Để ra chặn lại cái dính nhựa. Nãy ra bớt ơi. Có con nào cỡ 10 kg không? Có 5-6 kg của. 5-6 kg có. Lát mình dướng. Trời mấy đứa ơi, con nó bò kìa. Trời ơi, qua động ở đây nó bò. Kêu nó đừng bò mẹ. Các bạn nhìn thấy nè. Kêu nó quay lại chứ mẹ. Bự lắm luôn. Không, cá cá cỡ này ngon chứ còn bự quá là alo. Bự quá nó cũng không ngon. Nó quá ngon luôn á. Phải không? Ồ nó ti. Bây giờ ánh cua khiêng đi vô. Đi vô hả bạn? Ừ. Hai người đẹp khiêng cái gỗ cá. Mình khiêng mà có người dành khiêng các bạn. Đây là một cái cầu, cầu kiểu miền Tây, cầu tủm. Nhưng mà bây giờ đã niêm phong lại rồi, không cho ngồi đây mà chụm xuống nữa, sợ chụm lại rồi cá nó bu lại rồi. Bây giờ không có nuôi cá bằng cầu chụm, chỉ để đây là trang trí thôi. Giờ tôi xuống tôi làm chụm luôn không? Đó, từ từ vô đi, từ vô đi. Ôi chỗ này hẹp. Từ từ nó vô. Không này là mỗi lần kéo cá là cả nguyên cả đội cả gia đình ra luôn. Được rồi, nãy 101 101 mà. Rồi, sổng một con bự. Con sao chứ sao làm lại. Thằng Nhật nó vô đem vô mà. Con mới gỡ xuống cả 8 kg mấy à. Em nghĩ là 10 kg đó. Cái con nó cỡ 8 kg rưỡi à. Nó nhảy nó chạy. Thôi cái ngắt dính hết lên nổi rồi. Dưới gì á. Rồi, để ớp qua bên đó mới sướng tay đó. Cá này là làm một cái lẩu mắm rồi xong mà có
bông súng cù nèo rồi ha, bắp rồi chuối rồi ha, nhúng đó, lẩu không, tiếp mình đó. Má cháy luôn. Rồi xuống đây. Xuống đó, tiếp. Đó, đó, đầu rồi, được rồi. Dẫn lên đi. Phát lên dưới đi. Quá trời ngon. Lên đi. Rồi ôi, giăng áo tùm lum luôn. Trả lên chung được đây. Trả lên, trả lên. Nó tung rách lưới á, có con cá bự kìa. Có cá bự rồi nè. Có dính được cá bự được. Rồi ok, nó nằm đó rồi. Quá cái này có cá bự. Ê, đừng kéo vậy. Kéo ra theo. Lắng này. Kéo gì rách lưới có cá bảy á. Rồi rồi kéo lên, kéo lên. Để xin gì à? 1 2 3. Ô. Quá trời nhiều luôn. Ê ốc bốc. Rồi, nó bự nữa. Lọt lại vậy không mà còn đâu. Nó dậy cá bự nó dậy mạnh lắm. Nó dậy rất lớn luôn á. Cứ bình tĩnh đây, dính liền cá bự nè. Dính được cái tấm thớt luôn, ai bằng cá dục tấm thớt dưới luôn. Đang làm cá bực bội quá dục tấm thớt. Phải nhà có mấy con dâu rồi, chắc tại mấy con dâu. Chắc mấy con dâu cũng mắc bẫy quá. Mắc bằng cá quá. Nó là mẹ ai mắc tấm thớt rồi không có nguồn lực nữa. Trời cá phi này là to nha. Con này gần ký à. Con này đem vô chắc chiên xù á. Bữa nay mình nấu một con nấu thôi heo bắt bảy chứ chẳng lẽ nấu hết. Bắt bảy cười. Dạ con nó bự đó. Dạ. Đây. Rồi con này nhỏ hơn. Con này bự nè. Rồi. Đưa lên lẩu luôn. Này cỡ 6 kg mấy 7 kg rồi nè. Ờ, mới rồi, có hơn một năm thôi của bác năm mày ơi. Trời nó còn kêu ọp à, gì ọp ọp đi nào đi nãy hả. Ừ đang dính cá bự đìa đó kéo bắt dính cá kéo anh không nổi thiệt á. Thôi bây giờ mình đem vô mình nấu lẩu đi bảy. Đi giờ chơi một cái trận này là cái trận lớn nha. Hơn ở đây coi cá lớn này tao bưng chưa tao rộng chưa. Trời ơi sao sức gì sao tính nổi. Con 76 rồi đó, mà tuổi vậy đó. Ê, mà sức vậy đó. Rất là gân. Mạnh. 48 rồi đó. Rồi được rồi. Cái này đi. Trời ơi, con nó bò, ngang lưới kìa. Giỡn giỡn vậy. Nhiều lắm, có cái là lưới mình nhưng mà cắt lưới mình nó bị ghét. Mẹ phải mua cái lưới chỉ bự hơn. Rồi này mẹ mày ơi rồi không. Bây giờ ánh cua sẽ đi qua một cái hồ cá, một ao cá ở phía sau nữa, mà cá này là nuôi lâu năm, nghe nói là có cá bự hơn nữa. Mình phải đón đầu mình đi xuống dưới đây. Camera man đi theo em nha. Đi theo nhìn theo máy dấp té đập đầu vô điện thoại. Ở phía sau còn rất là nhiều ao cá luôn các bạn, nhưng mà không có kéo. Tại vì cá để qua bên đây là để cho cá bự rồi bự hơn rồi mới kéo, chỉ kéo mấy hồ ăn trước thôi. Ồ, ở phía sau đây là một cánh đồng lúa. Nhưng mà không có gió. Dấu dấu dấu. Các bạn ơi, phía sau lưng ánh cua là một con sông thị trấn Ngã Năm ở tỉnh Sóc Trăng. Ở đây là con sông là nước ngọt, là có cá ở dưới đây rất là nhiều, lục bình trôi nữa. Này các bạn thấy nè, hồi nãy là ánh cua đi chiếc phà nhỏ nhỏ qua bên sông, xe mình đậu ở bên kia lộ, xong rồi cái mình đi phà nhỏ nhỏ đi qua bên đây. Rồi nhà của bác Bảy là gần ở mé sông này luôn. Này bước xuống được nè. Lục bình đó, hồi nãy đi qua là phải dẹt dẹt qua để cho xuồng chiếc phà nó đi qua bên đây á. Giờ nó tấp qua bên kia rồi nè. Các người ta đang đi qua đó. Hồi nãy anh cua đi chiếc phà nhỏ nhỏ ở phía trước á, kéo bằng cái dây treo qua theo cái kiểu mà xuồng đi miền Tây á các bạn. Có con sông nhỏ là người ta hay làm cái cọng dây treo ngang giữa hai bên, cái sông người ta kéo qua thôi. Ồ, đi dù dù luôn. Hello, hello. Nhìn không biết gì luôn.
À đây ánh cua. Đây là ốc gì á bác Bảy? Ốc bu đen. Ốc bu đen mà nhìn nó giống ốc lát quá ha. Ốc bu với ốc lát nó khác nhau. Đây một lát là hấp xảo luôn quá. Cái này là bắt ở cái đồng lúa họ ở phía sau nhà không hả Bảy? Ôi, phải bữa nào con rảnh con đi lên trên đồng lúa con đi bắt ốc này nè, về hấp xả rồi chấm với cơm mẻ. Trời một lát có cơm mẻ không bác Bảy? Có. Trời ơi quá. Đúng bài luôn. Nước mắm làm nước mắm sẽ nhảy ra. Ừ, ở trầm. Nhưng mà cái này nhà bác Bảy nuôi luôn hả? Ở trầm quá bắt rồi bỏ vô trong đó đó, nuôi vậy bắc, đó bắc. Để Tết rồi con cháu rồi về ăn. Hấp nước mắm. Rồi làm gỏi bắp chuối. Trời ơi làm gỏi bắp chuối ngon lắm á. Làm gỏi bắp chuối ngon. Nhưng mà cái này là ớt đồng nha các bạn. Rồi cái bắt rồi bỏ gọng vô trong này. Khi nào ăn thì mình mần thịt nó thôi. Ớt đồng cái màu nó khác hơn ớt nuôi ha bác Bảy. Màu nó kiểu trắng trắng vàng vàng ngà ngà vậy đó. Ồ, nhưng mà bữa nay có làm ớt không bác Bảy? Làm, trước làm. Vừa mánh luôn. Rồi để bây giờ ảnh cua ra tay thôi. Làm bây giờ làm cái gì con làm phụ chứ. Ở nhà bác Bảy là bẻ mấy thúng rồi đó. Trái nó nhỏ nhỏ vậy nè. Hồi nãy anh cua ăn rất là ngọt. Cái này Bảy có bán không hay là chỉ để nhà ăn thôi? Chua không ạ. Chua xui da rồi đây. Có cho con không? Cháo rồi vậy đó. Bảy có cho con không? Chua bữa nay chưa ăn thùng nữa. Cho thùng đem về dưới ra. Đem về chảnh làm quà Tết. Con cảm ơn Bảy nha. Trời ơi ghé đây ăn cơm rồi kéo cá rồi còn được vú sữa đem về nữa. Ôi, cái này tí hon nè. Nhưng mà vú sữa này là cực kỳ thơm luôn mà không có bị hư nha. Trái nào là ngon trái đó luôn à. Trời nãy nó không bắt dế bẻ bên đây cái dế này nhóc luôn. Ánh cua đem vô ăn liền luôn tại vì nó bể rồi. Trái nào là nó cũng nguyên trái đó luôn không có bị hư. Mẹ thấy con lựa từ trái không? Này là tự nhiên luôn đó không có chụp thuốc. Thấy con chụp muốn chết. Không có thuốc men vậy chân á. Dạ. Ủa mời các bạn nha. Trời ơi nó ngon. Đây á. Ôi đang tại chỗ kìa. Chảy mép luôn, chảy đâu quá mép à. Luôn. Đây. Chào Biêu luôn. Nó ngọt lắm nha. Sao gãy nhánh đến 15 trái. Ngon quá. Bảy giò, giò ở dưới vậy hả? Giò cho con ăn. Trời ơi. Nó mềm. Trời ơi, đã ghê quá. Ừ, để lên đây. Xuất sắc luôn. Trời ơi, ăn không hết. Kệ lấy cái muỗng. Thế nào? Cái này mình ăn nhã hột rồi nó mọc lên thêm cây vú sữa nữa. Chép miệng rồi. Quá trời nó mọng nước nó ngọt đã. Đấy, đừng gỡ. Cái này nó gỡ nó hư. Ăn vú sữa không? Trời cái trái này ngon nè. Nè bóp nè, dễ hư. Trái nào cũng ngon hết trơn, ăn rồi hết thùng. Ăn hết, ngồi đây chắc lát cái thùng này bay luôn á. Đây là bà má miền Tây nè, mần cá nè. Mình nấu mắm hết con cá này luôn hả Bảy? Nấu hết đi. Nhiều không? Kệ đi. Ăn cho nó. Bữa nay là ăn tới cá luôn đó. Ủa mình để lá ổi với xả vô chi vậy anh? Sập, lột ra sập. À, cho ngốc nó nhả ra đúng không? Nhả cái nhớt nhớt rồi đó. Ồ, khói quá, khói quá. Cái lá nó sẽ héo. Ủa sao hồi nãy đâu có bỏ ớt vô đâu? Giờ có. Nằm chờ bãi rồi, ba con hả, bốn con. Ăn mồi mà. À. Giống như ăn mồi vậy nha.
thơm quá. Mình người Tây Bắc không, xuống mà không gia vị gì hết. Chị luộc thôi. Nước không thơm, không có đem gì hết. Ba con. À để nó hơi. Còn ở dưới nhiều lắm. À, không móc lên á. Chín chưa anh? Chín rồi, giờ ăn là vừa. Thơm quá ha, xả với lá ổi. Cười duyên. Đây là dì Út em của bác Bảy. Ủa mình xác xả làm gì dì Út? Cái này là lát nữa là trộn với con mẻ ăn chấm cái đó. À chấm với ốc. Ngon lắm đó. Khói khoái vậy đó. Ừ. Ta bông súng nè. Rồi cù nèo. Cù nèo rồi mà đắng. Gieo đắng rồi lại gì? Chú ghém. À chú ghém. Giới thiệu với các bạn đây là một cái mâm rau ăn lẩu mắm nhưng mà chưa có lẩu mắm. Đây, lẩu mắm đây, nhưng mà cái bếp ga là đang chiên gà đá. Ốc bươu hấp xả. Đây là một cái tô nước mắm, cơm mẻ, xả, ớt, thần thánh. À, hấp dẫn chưa? Đây là món ớt độc, vũ nữ chân dài. Cái này là dân nhậu mình gọi là vũ nữ chân dài ha anh Út. À, nhưng mà nhìn con nào con nấy nhìn thấy bắp đùi nè. Mập mạp chưa, thịt không? Chân dài mà đùi ếch nữa. Chân dài mà đùi ếch nữa. Dặn ra lên trước khi nhớ mình để vô. Đây là cái lẩu mắm bắt bảy bữa nay là đãi cho ánh cua với chế thúy tôm. Đó, có cà phổi, cái này nguyên cái nửa cái đầu con cá cá cha. Rồi cái này bông súng nè. Dạ. Rồi năng nè, cái này miền Tây thiệt nè. Ủa cái này là năng chứ không phải năng. À hồi nãy con nhìn tính ra cù nèo. Năng. Đó là chắc phát miền Tây đó nha. Dạ. Rồi nèo đắng nè. Trời ơi, còn là rau ăn đúng bài với lẩu mắm luôn. Rau bắp. Rồi là bắp vô. Rồi ngũ hoa, cà nữa nè. Cà phổi, cà phổi có rồi. Cà phổi có hả? Dạ. Chuối cây. Lên ngồi đi Hân, kế ẹ ốc nó đi. Rồi cái này có uống không? Không uống thì mình để qua bên. Uống chơi, uống không? Uống mà. Uống rồi lấy ly đi, hai cái ly. Cà. Rồi con mời cả nhà nha. Bảy ăn tự nhiên nha. Là, nhớ là nhà bác Bảy mà kêu bác Bảy tự nhiên nha. Đây giới thiệu với các bạn bác Bảy nãy giờ anh cua cũng giới thiệu rồi. Đây là anh Tiền của anh cua, tên Tiền. Đây là em của anh Tiền đang làm mồi nhậu gà đá chiên. Đây là chị dâu và đây là cháu Thịnh. Đây là chị Sang, chế Sang. Rồi Thúy Tôm đang quay nha các bạn. Thúy Tôm là khi nào anh cua ăn xong thì mới ăn nha. Bận quay. Đừng thèm nha. Nấu mắm thật không vậy? Mới lặt hết luôn. Đó, có vũ nữ chân dài nè. Nó đã yếu lên chảo còn ba mặn rồi đó. Đừng đầy kết thúc đi. Con này đào ăn nhà luôn. Không. Không quá. Con đào bớt con Sang nè. Này, con này đá yếu lên. Cá con gấp cho bảy nè. Ba yếu nó lên chảo. Cái nó đã hay rồi, ta cưng với gì vàng. Thích ăn lẩu mắm là thích ăn rau đó. Ếch đồng miền Tây nè. Để về đãi cho mấy cháu nè. Bảy cua nè. Mình ăn mình chấm gì với gì Bảy? Chấm với muối ớt. Còn ốc đó thì chấm với con mẻ. Bảy ăn cái đùi nó đi. Giới thiệu xong mà cho mấy đứa ăn chứ bảy cũng được em. Nghe chưa? Nghe chưa? Cái bụng mở nè. Nè mẹ. Mẹ, cắt cho mẹ cái đường. Mẹ xé cái vô đắp lại. Cá nhà Bảy nuôi toàn là đầu cá.
ăn đầu cá rồi thịt nguyên một cái bụng mỡ luôn, béo ngậy luôn. Chết. Ủa nhưng mà cái bộ đồ lòng này mình ăn luôn á bảy. Làm sao đây? Ăn luôn. Ăn luôn hả? Bảy có ăn đồ lòng không? Cửa. Con hồi đó giờ con không có ăn cái bộ đồ lòng con ếch này. Ngon lắm. Cái bao tử này nè lộn lại mà đều sạch sẽ lắm. À. Nhưng mà con này để bảy ăn đi, con ăn cái đùi thôi. Hả? Ok. Ăn tiền cái này đi. Là uống một cốc. Thôi, cho ăn tiền đi. Nói uống một cốc cái cho ăn tiền đi. Quay qua con trai. Đây. Này là để em vợ lấy cho anh ghế nha. Rồi anh ba uống cốc luôn. Ăn cái đó cho nó ngon. Không có, ăn xong mới uống mà. Bén. Ăn xong rồi uống, uống xong rồi ăn. Là nó hai quả. Chị phải không? Ê, nãy chia dai á. Im không, im không? Cái này nó dai quá. Gan á. Cái lá gan. Lá gan của mớt. Đá luôn. Nhà má, mẹ con nhà đó. Sao sao? Nó thơm. Ít ngon rồi mà cái bàn tay em vợ để cho anh ba ăn nó mới thơm. Dạ, cho cái đùi luôn nè. Ủa cái đùi thịt ếch này có vẻ dai nha. Rồi chấm với cái quế này. Vô nghe quý vị ơi, ai có ê anh ba ơi, đổi cái đùi nha. Đây nè, cái đùi này nào nó mới ngon nè. Chế. Rồi, vô. Em chế nha. Ồ, đây mời cả nhà nha, chấm muối ớt. Muối này là muối hột nha chứ không phải là muối bột đâu. Chấm vô. À. Ừ. Xin tôi dĩa nào ông ta. Đây được không? Được, không. Được. Ừ. Thịt nó dai mới ngọt ha. Ừ. Cá đi con cá đây coi. Mấy bụi không không. Nghĩa là đúng là ít đồng cả. Luôn á. Mở cái dĩa thôi. Mở cái dĩa. Rồi bùa ăn cái con ốc bu. Ốc bu đen. Như anh Tư mà đó. Chấm thơm mẹ. Ừ. Như ốc bu đen nó mắc hơn ốc bu vàng phải không bảy? Ừ. Sao nó mắc hơn ta? Thịt nó ngon hơn hay sao? Cái này mấy chén là cống là ốc bu. Ăn đi hân. Con ăn nè. Cơm mẻ hả? Cơm mẻ. Cho lên chậm quá bỏ thịt kìa, thịt kìa. Thịt nó làm được quá người. Thắng lên đi. Hiểu đâu. Thịt năm chục. Thịt mới ra mới dài. Ui con ốc này bự nè. Nhưng mà mình ăn mình bỏ cái đít không à bác bảy? Con ăn con bỏ đít không à. Đó con ăn khúc này thôi. Xong rồi chấm với cơm mẻ nè. Cái nước cơm mẻ nó chua chua ngọt ngọt, thơm của sả nè, cay của ớt nè. Chúng con mời cả nhà nha. Ờ. Cá này mất tiêu đi kiếm rồi. Đã mà. Bảy ngốc không? Đi kiếm đi kiếm đi. Sao bảy làm cho con ăn mà bảy không ăn? Dạ. 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 Con ăn không, không đủ. Nè. Em thấy ốc bu đen này á, chấm với cơm mẻ là ngon nhất thôi. Không chấm gì ngon á. Không có mai nói gì. Chính xác, chính xác. Quá ngon giòn. Truyền thống. Mà sao cái rượu này cái màu này nó vàng tươi luôn nha, giống như màu nghệ vậy á. Ghế nhào. Ghế nhào. Một canh lẻ bột ăn hả? Ăn uống là nó không có đau lưng. Ốc này là luộc thấy còn thiếu món hả? Quá ngon. Cuốn một cái vỏ cuốn ăn vô mà cái cầu đầu nấu luộc vỏ khớp giòn bỏ vỏ khớp vô luộc chung đúng rồi là nó sẽ giòn dễ nhào. Này con mới nghe lần đầu á, nhưng mà nãy là luộc sả với lá ổi thường thường là vậy với bột ngọt với muối nhưng mà thật con phải ấy nữa nhưng mà cái chén nước chấm bác phải làm ngon cực kỳ luôn, nước chấm thần thánh luôn á. Mẹ nước mẹ có mẹ chỉ dân miền Tây biết thôi. Luộc xả bây giờ nước ngon cái quà lên đâu rồi nó thành cho con mẹ ngon quá. Oh. Nãy giờ ăn ốc không á, đây cho ly cối ly rượu giờ lớn uống ly lớn, nhỏ uống ly nhỏ. Đây cho em cốc đeo uống với bảy. Yeah. À, chúc bảy đầu năm
làm ăn phát tài, bán được nhiều mắm, sức khỏe dồi dào, mã đá thành công. Vô đây giờ có hai ly lên, nó chơi với bảy uống trà đá, bảy không có uống rượu. Ánh cua uống cái rượu này là rượu nhào, chị nhức lưng nhức mỏi cũng được. À, mà cây nhào này là lâu năm rồi nha. Đúng rồi, đúng rồi, phải rồi, để dễ bữa nó để hồi đây mà nội xuống da vô địa hay nói là số mày bỏ vô đây ăn dễ đi chú, không cụ anh dễ bỏ vô cho nóng. Yeah. Ăn miếng rau lẩu mắm, tại vì lẩu mắm ở đây là nói chung là rất là đặc biệt, không dễ gì mà có một cái lẩu mắm như thế này để ăn ở ngoài. Nêm cũng ngon nữa. Bảy nấu hả? Bảy nấu dâu cười tiếng súng đâu ra người ta. Sáng đi dậy hơi trễ chứ thôi, nếu mua rau nhân cao nhất nữa là ngon. Cao nhất rồi muốn lẩu mắm là ngon nhất. Nhưng mà nè, mâm rau còn có chú ghém không? Cái năng với khổ qua rồi rau đắng là hết trơn. À, trái ớt vô. Mặn mặn ngọt ngọt chua chua ha. Cay cay ha. Rồi mời cả nhà nha. Chua quá. Chua. Mẹ này chua lét luôn á. Đem theo cái chén mắm đường như vậy nè. Ăn trộm mà đem theo cái chén mắm đường. Mày xuống tại góc me đó rồi rồi chụp chụp qua chút xíu rồi ngồi ăn luôn, nó đã lắm. Bây giờ ăn mà nhớ là ký ức này. Còn bây giờ là xào mắm ruốc. Xào mắm ruốc chấm với me rất là ngon. Đúng rồi. Ai nữa nha. Rồi. Ngày hôm nay thì quá là tuyệt vời, anh cua rất là cảm ơn bác Bảy. Dạ. Có dịp thì con sẽ ghé đây thăm bác Bảy nha. Dạ. Nhớ cái lẩu mắm của bác Bảy, nói tên mắm là nhớ bác Bảy liền. Được rồi, giờ sức khỏe là mong phát tài, gia đạo bình an. Dạ, cảm ơn bác Bảy. Rồi bây giờ thì anh cua xin kết thúc video ở đây, mong rằng thời gian sắp tới các bạn vẫn luôn tiếp tục ủng hộ anh cua, và những ai mà chưa subscribe kênh của anh cua thì hãy cho anh cua một subscribe để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.